Chào các bạn, mình đang review đây. Ba con rìu đuôi mới ở bên khu vực quận 12 nha các bạn nhé. Cũng là một bãi diều của chúng ta thường ngày. Đây là cuộn dây thả diều 450 m. Thì mấy con diều của chúng ta bắt đầu đã lên trên cao rồi nhé. Các bạn nhìn chơi trên bầu trời một tí xíu. Rất nhiều rìu khủng. Trời này hơi có đám mây, hơi đen đen ở đây, không biết có mưa hay không. Chứ bầu trời thì mình cảm thấy là có khả năng là mưa tới đó. Ở bên này thì chúng ta lại có mấy con rìu Doraemon cha em với một con rìu gì đó trùng rồi. Anh em đang xả kìa. Các bạn xuống diều đó, xuống diều để mắc cái con diều gì vô đó nha. Một con diều là một cái bao to đó, các bạn thấy chưa? Đẹp. Đây, mọi người đi ra đi cùng thả diều vui chơi, cánh diều trong gió. Đang chuẩn bị cho con cá trái 9 mét lên nha. Hai cá lớn hơn. Đây, chuẩn bị cho con gì lên đây. Chắc khả năng là con bạch tuộc. Rất khả năng là bạch tuộc. 2, 4, 6 anh em. 6 anh em với đang chuẩn bị cho lên nha. Cháu này không biết cho con gì lên đây. Các bạn là đáng chờ chen tí xíu đây, con gì cho lên đây. Mình chưa biết con này là con gì ở trong đây nha các bạn nhé. Cháu này đang chuẩn bị cho lên mà không biết con gì. Khả năng là con bạch tuộc rất cao. Mọi hôm mình review là các bạn diều bên kia, các bạn thấy chưa? Đây, các bạn thấy con này đang chuẩn bị chuyển lên, nó có con gì đây? Mình đang quay lại. Wow, khả năng là con bạch tuộc. À đúng rồi, con bạch tuộc này rồi. Wow, quá đẹp luôn, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Wow, chiều nay gió lớn quá, gió lớn nó bay rất đẹp. Con bạch tuộc đỏ trên kia là hai mấy mét đây, thì các bạn cứ ngửi cái con bạch tuộc này ở dưới thì nó bao nhiêu mét, thì các bạn cứ tự đoán nhé. Con bạch tuộc màu đỏ ở trên đó. Wow, chiều kia có mấy con diều rết bỏ ba thì chuẩn bị lên được rồi. Đang lên. Chiều nay gió lớn quá. Wow, quá đẹp luôn các bạn thấy chưa? Trên bầu trời tuyệt vời ha. Trời chúng ta quá tuyệt vời luôn. Đây, mình đứng ra mình review khu vực nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Tuyệt vời không? Đó. Đây là trời nó bắt đầu chuyển mưa rồi. Hôm nay mấy con diều bay đẹp ghê, cao. Mọi người đây. Chiều nay rất gió, rất là lớn mà không biết có mưa nổi không, chứ bầu trời các bạn nhìn coi đen xịt đen, mà các anh em thả diều đây vẫn thả diều. Mấy con khí động học này nó mà mưa một cái là chặt ỉa luôn các bạn nè. Đó, các bạn cứ tưởng tượng nó dài mấy chục mét như thế này mà nó to lắm mà mình chặt thì sao tưởng tượng được. Tưởng tượng mà chặt được mấy con diều này thôi. Đó, cơn đen mơ rồi, có khả năng là không biết có mưa hay không. Con này là nhỏ hơn nhá, con này là nhỏ hơn. Con này này. To đấy chứ không có nhỏ đâu. Con này cũng đấy lúc này. To ha. Đi hơi xa xa một tí xíu đó, bả diều diều đây, bả diều mới nha các bạn nhá. Bả diều mới này. Diều này đó, có các bạn. Mùa Dương Thị Giang kết nối đam mê, anh em nào đam mê thì kết nối vào đó, kết nối vào cái bài thả diều đó. Đang có gì
đó, Zalo hay Zalo mình cũng có bạn mới đó. Các bạn cứ thử vô thử kiếm thử coi có ra hay không nhá. Đẹp các bạn, quá đẹp ha, tuyệt vời luôn. Ba con chú diều này bắt đầu nó dính vào nhau rồi. Wow, hay không nhận gió, chiều nay gió lớn quá, đẹp lắm, tuyệt vời luôn. Cuộn dây lên nhà các bạn ạ. Đó, nó phải thế đó. Nó cột như thế này. Mà có một cái con diều cá, đó cái con diều cá đen cá diều sam á, nó sẽ kéo mấy con này lên nha. Mấy chú Doraemon Mobita này thì nó có nhiệm vụ của nó chỉ có bám vào sợi dây này thôi nha các bạn nhé. Các bạn thấy cái chú cột không? Phải có chú cột như thế này. Quá đẹp ha. Chiều nay bãi diều bên này, bãi diều mới thì cũng không có được đông mọi người như cái bãi diều cũ bên kia nhá. Cái bãi diều cũ bên kia thì người ta quen thuộc rồi. Mấy cái diều nhỏ thì người ta lên trên này. À đây có cái cảnh tuyệt đẹp, có cái máy bay này nha, mở đám diều đây. Hay quá. Mình không quay được cái cảnh đó. Đứng ra đây, em kéo xuống được rồi. Rồi, đang chuẩn bị hạ diều, nó phải có cái rồng rọc, các bạn thấy chưa? Đang chuẩn bị treo thêm một con vào nữa nhá. Đây, nó cùng với một cái con bạch tuộc này ha. Đó. Nó cùng với bạch tuộc này. Đang chuẩn bị treo thêm con gì đấy đây, mình không biết là con gì. Con gì ở trong bao đó, bao nào bao lớn hết nha. Chỗ này có bao nào bao lớn luôn. Không biết là con gì đây. Ba anh em kết hợp nha các bạn. Dây này rất to nha. Đó, các bạn thấy đó, rất to. Đang chuẩn bị treo con gì thì các bạn cố gắng chờ tí xíu nha để coi. Chắn cửa hai con độc lô, hai con tổ tục luôn. Đây không biết con này con gì. Mình chưa biết con này con gì, các bạn cố gắng chờ tí xíu nha. Đó. Gió này gió rất đẹp ha. Phải nói là chiều nay là gió tuyệt đẹp luôn chứ không phải là gió rất đẹp nữa. Rất đẹp thì nó mới được nhiều thải nhiều. Nhưng mấy con diều khí động học này nó nói chung là các bạn nếu mà không có thì không thể nào lên được nhá. Các bạn. Đây chuẩn bị ba anh em nhé, đang kết hợp với cái con diều này. Các bạn ráng chờ xíu một xíu coi nó lên con gì nhá. Đó, ba người kéo thôi, bạn thấy chưa? Ba người kết hợp, bốn người luôn, bốn anh em thanh niên khỏe với kéo được con diều xuống nhá. Rồi không biết cho lên con gì đây. Mình chưa biết con này là con gì nữa. Bạn chờ cố gắng chờ đợi tí xíu nhá. Chắc khả năng là bạch tuộc là cao nhất. Khả năng là bạch tuộc. Mấy con khủng này khả năng là bạch tuộc. Wow,
lên tiếp. À, trời ơi, một con bạch tuộc nữa. À, con bạch tuộc này màu màu khác, bảy màu, có bảy tổng màu. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời luôn. Ôi, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Đang mở cái đuôi, con bạch tuộc này, con bạch tuộc kê dài 20, con bạch tuộc kê dài 26, 27 mét ấy. Thì các bạn so với con này lớn hơn không? Các bạn có khả năng dài hơn, các bạn đoán xem nó bao nhiêu mét. Con mặt tuộc màu vàng là 26, 27 mét, còn con mặt tuộc này là to hơn. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, toàn cảnh trên bầu trời bãi tại hiệu mới. Rồi, các bạn thấy hay thì các bạn cho mình một like, một chia sẻ. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mình quay những bãi thả diều độc lạ cho các bạn xem nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.